Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay. Và bây giờ là 5 giờ giờ California, tức là 7 giờ giờ Houston, Texas. Chương trình này được phát hình và phát thanh từ 4 giờ 30 giờ California. Và cảm ơn tất cả mọi người đã chọn cái channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện phân tích trên tinh thần chủ quan của Phong và phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người. Và trong cái đề tài đầu tiên thì Phong hơi xé lẻ một chút và so với những cái đề tài thường ngày, là cái vụ mà hai chiếc tàu chở dầu bị tấn công tại vùng vịnh Ba Tư, vùng vịnh Oman thì đúng hơn, và phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là của Iran, và liệu chuyện này có thể dẫn tới xung đột vũ trang hay không, và nếu xung đột vũ trang thì những quốc gia nào sẽ hưởng lợi trong cái cuộc xung đột vũ trang này. Thì Phong đã phân tích cho các bạn thấy 65% là chúng ta nghĩ rằng là do Iran là cái quốc gia đã gây ra cái cuộc tấn công này, nhưng nó có chủ ý hay không thì vẫn chưa biết, tại vì cái khu vực biển Oman nó nằm dọc theo cái đường bờ biển của Iran, và Iran vẫn thường thả thủy lôi và mìn để mà ngăn chặn tất cả những cái cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ của họ. Do đó có thể cái cuộc mà hai chiếc tàu dầu này chạm phải thủy lôi là sự vô tình, chứ không phải là cái sự gọi là có chủ ý. Theo tôi, theo nhận định của tôi 65%, nhưng 35% còn lại là có chủ ý từ những quốc gia khác. Tức là có những quốc gia muốn có sự xung đột diễn ra để họ trục lợi trong đây. Thì ở đó thì tôi có phân tích ra cho các bạn thấy Do Thái, rồi Syria, Nga và Trung Quốc là những quốc gia có thể thụ lợi ở trong cái vấn đề này. Do đó thì cũng không loại trừ cái khả năng là có bàn tay nham nhúa của những quốc gia này nhúng vào cái việc khơi dậy cái xung đột vũ trang của Hoa Kỳ và Iran ở khu vực này. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất. Và cái đề tài thứ hai, trong mấy ngày qua, trong hơn một tuần lễ qua, nói chung là từ cái thời điểm mà trước khi có cái cuộc tưởng niệm cuộc thảm sát Thiên An Môn ngày 4 Tây tháng 6, thì chúng ta đã có nhiều cái đề tài nói tới Hồng Kông. Và cao điểm nhất là hôm Chủ nhật tuần rồi, khi hơn 1 triệu người Hồng Kông đã xuống đường để phản đối cái dự luật dẫn độ mà phía chính quyền của Hồng Kông dưới quyền của bà hành chánh trưởng quan là bà Carrie Lam, thì họ muốn phản đối cái dự luật này, mà bà này đưa cái dự luật này là đây là một cái dự luật tu chính chứ không phải là một cái luật mới, mình gọi là một cái luật tu chính thì đúng hơn. Hồng Kông đã có luật dẫn độ từ lâu nay, nhưng mà cái này là tu chính, là cái luật dẫn độ, và nó đơn giản hóa nhiều thủ tục nhằm tạo sự dễ dàng cho vấn đề dẫn độ hơn. Và từ đó thì người ta bắt đầu xuống đường biểu tình do cái vấn đề mà họ không tin vào chính quyền Bắc Kinh. Ok các bạn, trước khi mà đi vào phân tích cái này thì Phong mời các bạn đọc sơ qua một hai cái tin ngày hôm nay, trước khi mà mình liếc qua thôi, chứ mình không có cần đọc chi tiết, để chúng ta nắm rõ cái thông tin trước. Ok các bạn, tức là chính quyền của Hồng Kông có thể ngưng lại cái dự luật dẫn độ và sẽ đối diện thêm với những cái cuộc biểu tình. Rồi bên đây là các bạn thấy là đã có lời kêu gọi là nên ngưng lại cái dự luật của Hồng Kông, ok, và kêu chính quyền delay, tức là trì hoãn lại cái luật này nha các bạn. Rồi bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng tuyên bố là họ sẽ lệ thuộc vào những gì Trung Quốc làm và sẽ có những cái biến chuyển ban lệnh cấm gia tăng trong cái vấn đề của cái dự luật dẫn độ, tức là extradition bill, ok các bạn. Và ở đây thì các bạn thấy rõ ràng là nó sẽ dựa trên một cái đạo luật năm 1992 mà Hoa Kỳ từng ban hành để mà hỗ trợ cho các cái công dân và ngành thương mại của Hồng Kông, ok. Và họ nói rõ ràng là nó còn lệ thuộc vào những gì mà Trung Quốc đang làm để có thể đưa ra những cái chính sách mới liên quan tới Hồng Kông. Ok, bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào phân tích chuyện gì xảy ra nếu như Hồng Kông thông qua dự luật dẫn độ, thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái luật này một cách rõ ràng hơn, nó là cái gì, và nếu như thông qua thì nó được tu chính như thế nào. Ok các bạn, trước khi mà cái dự luật dẫn độ này được đưa ra, Hồng Kông đã có luật dẫn độ với lại các quốc gia và các vùng lãnh thổ, kể cả Trung Quốc. Nhưng cái luật dẫn độ của Hồng Kông thì nó tương đối là nó khá phức tạp. Nó phức tạp ở chỗ là vì Hồng Kông được xây dựng bởi một cái cơ chế của Anh quốc. Họ sống gọi là gần như 100 năm.
ở dưới cái sự quản trị của người Anh. Và do đó tất cả những cái sườn luật lệ của Hồng Kông đa phần là dựa vào cái sườn luật lệ của nước Anh. Ok. Và trong cái luật dẫn độ của Anh thì nó khó khăn hơn nhiều lắm. Muốn dẫn độ một nhân vật nào ra khỏi nước Anh không phải dễ dàng. Lý do là bởi vì Anh đi trước nhiều quốc gia trên thế giới về cái quyền con người. Nước Anh là phải nói là một trong những cái nước tiên phong đi đi trước thế giới, cộng đồng thế giới về cái quyền con người. Do đó thì tất cả những cái luật họ dựa trên cái giá trị cốt lõi này, tức là quyền con người phải được tôn trọng. Do đó khi mà dẫn độ một nhân vật nào qua một quốc gia khác thì Anh đòi hỏi nhiều thứ. Trong đó thứ nhất là cái quyền lợi pháp lý của người bị dẫn độ. Tức là họ phải có đầy đủ luật sư đại diện cho họ. Họ phải được một cái phiên tòa xét xử công bằng ở quốc gia đó. Và nếu như quốc gia đó mà có án tử hình, họ sẽ không cho dẫn độ. Nếu quốc gia đó có án tử hình dành cho cái tội mà cái nhân vật bị dẫn độ đưa về đó, thì Anh sẽ không cho dẫn độ. Đó là một trong những cái quy tắc. Và bên cạnh đó là cái quyền thăm viếng, và phải có nhân viên của lãnh sự quán của Anh hay Hồng Kông tới viếng thăm mỗi một tháng, để chắc chắn rằng người đó được đối xử công bằng, không bị tra tấn, không bị bỏ rơi khi mà bệnh hoạn, vân vân. Tức là để dẫn độ thì là Anh có nhiều cái đòi, Anh và Hồng Kông Anh có nhiều cái điều kiện trói buộc rất nhiều trong cái luật dẫn độ, nên không dễ dàng dẫn độ một người về một quốc gia khác. Do đó Hồng Kông thì nằm dưới sự quản trị của Anh suốt 100 năm, và ảnh hưởng bởi cái giá trị cốt lõi của cái nền tư pháp của Anh. Hồng Kông cũng tương tự. Họ có một cái nền tư pháp riêng, và cái nền tư pháp này dựa trên cái nền tư pháp của Anh. Và do đó cái luật dẫn độ nó cũng tương tự như của Anh, tức là rất là khó khăn. Trung Quốc mà muốn dẫn độ một nhân vật nào về từ Hồng Kông về Trung Quốc thì họ phải trải qua một cái quá trình khá dài. Nó kéo dài tới 2 3 năm, nhiều khi 5 năm, nhiều khi 7 năm, để bảo đảm rằng cái người đó được đối xử công bằng, được xét xử một cách công bằng, không bị đối xử tệ bạc ở trong tù, và cái tình trạng ở tù của họ cũng được đánh giá rất cẩn thận. Chính vì những cái điều kiện phức tạp này, muốn dẫn độ một người về từ Hồng Kông về Trung Quốc nó khó khăn vô cùng. Chính vì vậy Bắc Kinh đã muốn nuốt giai đoạn, tức là đốt giai đoạn cho cái luật dẫn độ mau hơn, và Bắc Kinh đã thúc đẩy những người đứng đầu của Hồng Kông mà do Bắc Kinh bổ nhiệm, trong đó điển hình là bà Carrie Lam. Thì bà Carrie Lam là hành chánh trưởng quan, các bạn có thể gọi là đặc khu trưởng cũng được, hay là hành chánh trưởng quan Hồng Kông cũng được. Ok, cái này là cái tôi dịch theo cái từ của Trung Quốc là hành chánh trưởng quan. Họ thúc đẩy là đơn giản hóa cái luật dẫn độ để họ dễ dàng hơn dẫn độ những cái tội phạm từ Hồng Kông về Trung Quốc xét xử. Ok. Thì khi mà thúc đẩy như vậy đó thì Trung Quốc bắt đầu tham lam. Thay vì đơn giản hóa những cái thủ tục này nhưng mà vẫn tôn trọng cái giá trị con người, thì tôi nghĩ không có cái cuộc biểu tình và dẫn độ, cái một cuộc biểu tình dẫn tới ngày hôm nay. Mà chính ra là Trung Quốc có cái sự tham lam. Ban đầu chỉ là muốn đơn giản hóa để tiện cho ngành công an của Trung Quốc làm việc thôi. Nhưng mà rồi thì bên cạnh đó thì Cục Tình báo của Trung Quốc và Bộ Chính trị cũng bắt đầu nhồi nhét vô thêm, là thay vì chỉ là đơn giản hóa cái luật dẫn độ thì họ nhồi nhét vô thêm và họ biến cái ngôn ngữ thành cái ngôn ngữ chung chung. Tức là Trung Quốc, như tôi vẫn thường nói với các bạn, là thường dùng những cái ngôn ngữ chung chung để họ diễn dịch theo ý của họ và làm việc theo ý của họ. Do đó họ dùng những ngôn ngữ chung chung để họ mở rộng cái luật dẫn độ này ra, không phải chỉ nhắm vào những cái thành phần gọi là tội phạm hình sự xuyên quốc gia, mà họ mở rộng chung chung ra thì có thể bao gồm cả những nhà bất đồng chính kiến, tức là những người mà Trung Quốc ra lệnh truy nã vì tội chống phá nhà nước Trung Quốc, vì tội chỉ trích Tập Cận Bình, bôi nhọ Tập Cận Bình, hay là những lãnh đạo của Trung Quốc, vân vân. Thì họ có thể gom những người này thành một cái tội và họ ra lệnh truy nã và buộc Hồng Kông phải cho dẫn độ. Nếu như những người này quá cảnh tới Hồng Kông, sinh sống tại Hồng Kông hay du lịch tới Hồng Kông, thì Hồng Kông phải có trách nhiệm bắt những người này giao lại cho Trung Quốc. Chính vì cái dự cái luật dẫn độ này nó được mở rộng ra như vậy, thì bắt đầu là các cái khởi đầu là từ những chính trị gia của Hồng Kông, những chính trị gia đối lập, họ thấy như vậy là cái nguy hiểm cho họ.
Tại vì nếu mà họ lên tiếng phản bác hay chống đối chính quyền Bắc Kinh, họ vẫn có thể bị quy chụp một cái tội nào đó từ Bắc Kinh, rồi bị bắt dẫn độ về Bắc Kinh. Do đó, khởi đầu là những chính trị gia của Hồng Kông, họ đã phanh phui cái dự luật này ra cho công chúng biết. Và từ đó nó dẫn tới cái cuộc biểu tình và cao điểm nhất là hôm Chủ nhật tuần rồi. 1.300.000 người đã xuống đường biểu tình để chống lại cái dự luật dẫn độ. Ok, đó là cái câu chuyện để cho các bạn hiểu rõ cái luật dẫn độ trước bây giờ vẫn đang có. Và khi sau khi nó được tu chính, sau khi nó được tu chính thì nó khác. Tức là sau khi nó được tu chính thì nó đơn giản hóa tất cả các thủ tục, nó gạt bỏ ra tất cả những cái đòi hỏi mà Bắc Kinh khó chịu. Ví dụ như là cái quyền pháp lý của người đó, cái quyền được xét xử công bằng của người đó, cái môi trường ở trong tù của người đó, cái quyền thăm viếng của gia đình và của lãnh sự của các cái quốc gia mà người đó là công dân, kể cả người đó là công dân của Hồng Kông, của quốc gia khác hay là của Trung Quốc, thì nó đơn giản hóa, tức là nó gạt bỏ hết những điều này và nó chỉ tập trung vào dẫn độ. À, anh này vi phạm luật của Bắc Kinh, của Trung Quốc thì cứ dẫn độ về Trung Quốc thôi, còn mấy chuyện khác bỏ hết, mấy chuyện khác là bỏ ra hết, thì coi như nó gạt ra hết rồi, nó gom thành một cái ngôn ngữ chung chung là những ai vi phạm luật pháp ở Trung Quốc đều có khả năng bị dẫn độ về Trung Quốc từ Hồng Kông. Thì bây giờ mình làm sao biết được cái chữ vi phạm luật pháp đó là cái gì? Chửi Tập Cận Bình, bôi bác Tập Cận Bình thì đối với dân Hồng Kông đó quyền tự do ngôn luận, nhưng mà đối với Trung Quốc thì nó nói đây là cái hành động xuyên tạc bôi nhọ lãnh đạo, và tội này bị truy tố. Nó vẫn bắt nó đây là phạm luật Trung Quốc rồi, bắt giải về Trung Quốc. Đúng chưa các bạn? Vẽ một bức hí họa, ví dụ như là ở nước ngoài người ta có một số tờ báo chí mô tả Tập Cận Bình là con gấu Winnie the Pooh. Các bạn nhớ con gấu Winnie the Pooh không? Một cái chương trình series truyền hình của Hoa Kỳ từ lâu. Con nít hồi bé lúc tôi qua Mỹ tôi đã coi cái chương trình này. Thì mấy đứa con nít ở Mỹ nó thích cái chương trình con gấu này lắm. Ok, nó gọi là Winnie the Pooh. Thì ở ở Trung Quốc cấm. Tại vì so sánh cái hình của Tập Cận Bình với con gấu Winnie the Pooh thì họ coi đó là chuyện sỉ nhục. Bây giờ một họa sĩ nào đó vẽ cái bức hí họa hình của Tập Cận Bình với lại Winnie the Pooh, rồi cái ổng tới Hồng Kông, cái tự nhiên bị còng tay Hồng Kông dẫn qua Trung Quốc vì tội xúc phạm lãnh thổ Trung Quốc. Tức là cái ngôn ngữ dẫn độ này nó chung chung như vậy, là Trung Quốc có khả năng bắt giữ bất cứ ai, chỉ cần nói người đó là vi phạm luật của Trung Quốc là Trung Quốc có thể có quyền process cái xin cái giấy yêu cầu dẫn độ. Hồng Kông phải đáp ứng nếu như cái luật dẫn độ này là thông qua. Chính vì vậy mà dân Hồng Kông đòi hỏi rất nhiều, đòi hỏi là bỏ cái luật này đi hoặc là giữ lại cái bộ luật cũ, không thay đổi gì hết. Tức là muốn dẫn độ về Trung Quốc thì phải bảo đảm tất cả những cái quyền này của cái người bị dẫn độ. Thì đó là cái cuộc đấu tranh, và bây giờ đó là cái mà tôi giải thích cho các bạn hiểu rõ trước và sau của cái luật dẫn độ nếu được thông qua. Vậy bây giờ nếu như cái luật dẫn độ này được thông qua, hậu quả như thế nào? Ok, hậu quả là như vậy, là Hồng Kông sẽ từ từ biến mất. Nếu mình nói một cách ngắn gọn, Hồng Kông từ một trung tâm tài chánh thế giới, Global Financial Hub, tức là Hồng Kông được mệnh danh là một trung tâm tài chánh của thế giới, sẽ từ từ disappear, tức là biến mất khỏi thế giới và trở thành một cái vùng đất bình thường ở Trung Quốc. Lý do tại sao? Tại vì khi cái luật này được thông qua thì tất cả những công ty trên thế giới, nhất là những công ty tài chánh, họ sẽ rút cái đầu tư ra khỏi Hồng Kông. Lý do tại sao? Tại vì họ không biết rằng lúc trước làm ăn ở Trung Quốc có đụng chạm với Trung Quốc. Bây giờ Trung Quốc quay qua chụp mũ họ là có án hoặc là đang bị truy tố, cần phải dẫn độ về Hồng Kông, cần phải dẫn độ về Trung Quốc để mà xét xử. Thì coi như là mấy công ty này nó no. Nếu mà anh ký cái này tôi không dám tới Hồng Kông nữa. Tại tôi đâu biết ngày nào tôi bị bắt giữ. Tôi đâu biết cái anh bắt tôi rồi tự nhiên giao cho Trung Quốc. Điều đầu tiên chúng ta thấy là giới đầu tư rút ra khỏi Trung rút rút ra khỏi Hồng Kông. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là tất cả những cái nhà bất đồng chính kiến, xưa nay Hồng Kông là cái nơi trú ẩn an toàn của họ, dù nó ở sát Trung Quốc, nhưng mà luật của Hồng Kông không cho phép đụng tới những người này. Bây giờ họ không còn chỗ ở, họ phải đi.
họ phải rời khỏi Hồng Kông. Tại vì họ ở Hồng Kông ngày nào là họ nguy hiểm ngày đó. Đúng chưa? Rồi, cái điều thứ ba. Ok. Là các quốc gia mà có cái nền tự do thì họ cũng sẽ ngưng lại và giới hạn tất cả công dân của họ tới Hồng Kông. Tại vì ví dụ như tôi là cái người thường xuyên lên án những cái chính sách của Bắc Kinh. Tôi là cái người có những cái bài nói chuyện và phân tích cho thấy những cái sai lầm và những cái sai trái của Bắc Kinh. Và nếu mà những người nào đó dịch tất cả những cái bài của tôi lại đưa cho công an Trung Quốc hay là đưa cho tình báo Trung Quốc, thì họ nói tôi là cái nhân vật nguy hiểm và cái nhân vật chống đối nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Vậy thì khi mà tôi tới Hồng Kông, tôi vẫn có nguy hiểm. Tôi vẫn có nguy hiểm là bởi vì họ sẽ quy chụp họ, dân học, cảnh sát Hồng Kông có thể bắt tôi và giao cho Trung Quốc vì tôi có hành động chống phá nhà nước Trung Quốc. Mặc dù tôi là công dân Mỹ. Do đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ khuyến cáo, hey, mày là công dân Hoa Kỳ. Khi mày tới Hồng Kông, mày là cái thằng có chỉ trích với Bắc Kinh nữa. Tao khuyên mày không nên tới Hồng Kông. Tại vì mày tới Hồng Kông, tụi tao không biết được là có bảo đảm được sự an toàn của mày hay không. Nó bắt mày cái, nó giao cho Trung Quốc là tao hết cách. Ok các bạn, đây là những cái gì sẽ xảy ra sau khi Hồng Kông thông qua luật dẫn độ này. Và như vậy thì cái tư thế Hồng Kông là một cái financial hub, tức là một cái trung tâm tài chính của quốc tế, nó sẽ không còn cái tên này nữa. Nó disappear, nó sẽ biến mất. Và nó sẽ nhường chỗ đó cho Thâm Quyến, cho Thượng Hải, chứ nó không còn của Hồng Kông nữa. Tại vì tất cả các quốc gia sẽ từ Liên Hiệp Âu Châu, Hoa Kỳ, Úc, Nhật, Nam Hàn, kể cả Đài Loan, họ sẽ giới hạn cái vấn đề tới Hồng Kông. Tại vì cái vùng đất đó họ coi giống như Thẩm Quyến rồi. Nó không còn khác gì khác biệt hết. Nó không còn là một quốc gia hai thể chế nữa, mà chỉ có một thể chế. Và khi bắt chuyển giao vậy, không xét xử không gì hết, bắt giao qua Trung Quốc là nó không còn thể chế nữa. Nó không còn là hai thể chế nữa, mà nó chỉ có một thể chế dưới cái luật của Trung Quốc thôi. Đây là một trong những cái chuyện có thể xảy ra cho mảnh đất Hồng Kông. Và đó là lý do tại sao dân Hồng Kông họ biểu tình mạnh mẽ để mà phản đối cái dự luật này. Tại vì một khi nó được thông qua, nó ảnh hưởng trực tiếp tới người Hồng Kông, mà nó còn ảnh hưởng luôn cả cái tư thế của cái mảnh đất Hồng Kông suốt mấy chục năm nay, nổi tiếng cả thế giới. Khi mà người ta nói chữ Hong Kong là cả thế giới đều biết. Mặc dù trong thập quá khứ nó nổi tiếng kiểu khác, bây giờ nó nổi tiếng kiểu khác. Đúng chưa? Trong quá khứ thập niên 50-60, Hồng Kông nổi tiếng là cái trạm chuyển ma túy của thế giới. Cứ mà nói tới ma túy, nói tới morphine, nói tới opioid, tức là nói tới thuốc phiện, thì người ta liên tưởng tới Hồng Kông. Những cái người sống trong giai đoạn đó, người ta cứ nói, ô đây không phải Hồng Kông. Tức là người ta muốn mô tả cái đất Hồng Kông của cái thập niên đó là như vậy. Nhưng mà rồi tới năm thập niên 70, khi mà Hồng Kông bắt đầu cải tổ cái guồng máy hành chánh của họ và chống tham nhũng. Tại thập niên 60-50 là Hồng Kông có như 95-96% là tham nhũng không. Rồi đến thập niên 70 họ cải tổ lại, thì trong vòng có 5 năm thôi. Bắt đầu qua đầu thập niên 80 là đất Hồng Kông bắt đầu sạch. Sạch sẽ, bớt tham nhũng, chấm dứt những cái tình trạng tội phạm rất là nhiều. Thì thập niên 80 tới thập niên 90 là Hồng Kông trở thành con rồng Á Châu. Một trong những nền kinh tế vượt bậc, 4 nền kinh tế vượt bậc của Á Châu. Được xem là 4 con hổ của Á Châu đó. Hồng Kông, Đài Loan, rồi ai nữa? Singapore, với lại Malaysia. Thì là 4 con hổ kinh tế của Á Châu. Tức là 4 mà được xem là như vậy. Nhưng mà rồi khi tới thập niên 90, bắt đầu về chuẩn bị cho cái việc mà trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc. Thì lúc đó gặp năm 96-97 rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế, Hồng Kông rơi vào suy thoái, thì nó bị kẹt cho tới bây giờ. Nhưng mà từ thập niên 80 cho đến năm 1997 thì Hồng Kông trở thành một trung tâm tài chính của thế giới. Thị trường chứng khoán Hang Seng đã trở thành một trong những cái thị trường uy thế nhất thế giới. Họ vượt mặt luôn cả thị trường Nikkei của Nhật Bản luôn. Lúc đó cái thị trường chứng khoán Nikkei của Nhật Bản được xem là vững chãi ở Á Châu, nhưng mà cuối cùng vẫn không bằng Hồng Kông. Thị trường chứng khoán Hang Seng của Hồng Kông tới ngày hôm nay, nhiều quốc gia trên thế giới mà công ty lớn họ đều tới Hồng Kông để ghi danh, để ghi danh cái công ty của mình trở thành công ty quốc tế.
đăng ký ghi danh đó, các bạn gọi đăng ký ghi danh register ở Hồng Kông, thì các bạn thấy họ là một cái trung tâm tài chánh của thế giới. Do đó nếu như cái dự luật này dẫn độ này được thông qua, thì có nghĩa là cái tư thế này bây giờ nó vẫn còn, nhưng mà trong 5-10 năm nữa nó sẽ từ từ bị fade out, tức là nó sẽ từ từ sẽ bị đi vào bóng tối, tại vì nó không còn là cái vùng đất mà người ta đặt niềm tin nữa. Thập niên 80, Hồng Kông là trung tâm tài chánh. Hồng Kông là cái cửa ngõ nhập khẩu tất cả những mặt hàng của Âu Châu vào Á Châu. Và Hồng Kông cũng là cái cửa ngõ xuất cảng hàng từ Á Châu vào Âu Châu, Hoa Kỳ. Tôi còn nhớ cái thập niên 80 khi tôi có mặt ở Mỹ, là những đồ chúng tôi mặc mà dân Á Châu thích mặc là gì? Là Made in Hong Kong. Các bạn thấy là đầy hết các cái khu vực từ chợ Trung Đông qua tới chợ của dân Á Châu nha, tức là chợ Tàu, chợ Nhật. Các bạn thấy đồ Hồng Kông tràn ngập hết. Made in Hồng Kông, quần áo cho tới tất cả mọi thứ. Là vì Hồng Kông là cái ngõ xuất cảng tất cả những mặt hàng đó qua Hoa Kỳ và Âu Châu. Và ngược lại, Hồng Kông cũng là cái chỗ nhập cảng những cái hàng hiệu nổi tiếng của Âu Châu, của Hoa Kỳ để đưa về Á Châu. Nhưng bây giờ tư thế đó không còn nữa. Nhưng họ vẫn là một cái trung tâm tài chánh, tức là thị trường. Những công ty nào mà lên được tới cái sân của thị trường chứng khoán Hang Seng là những công ty có thực chất, là những công ty mà được verify và người ta có thể tin tưởng được. Bây giờ tôi lấy ví dụ, một công ty được niêm yết ở trên thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến, và một công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, thì người ta vẫn tin cái công ty được niêm yết ở trên Hồng Kông hơn là Thượng Hải với Thâm Quyến. Lý do là vì hai cái kia họ xây dựng cái thị trường chứng khoán bằng cái thông tin, bằng cái gọi là đốt giai đoạn, cho nên họ thiếu cái nền tảng vững chãi ở dưới. Còn Hồng Kông nó được xây dựng từ gốc mà lên, nó từ ở dưới, từ viên gạch đầu tiên lên cái tòa cao ốc như vậy. Do đó, người ta vẫn tin tưởng cái mức độ đánh giá của Hồng Kông, tại vì cái ủy ban chứng khoán của Hồng Kông rất khó khăn. Cái ủy ban chứng khoán của Hồng Kông, một công ty mà muốn được lên sàn IP, muốn được ra IPO, muốn được trở thành một công ty phát hành chứng khoán đó, không phải dễ dàng. So với Thượng Hải với Thâm Quyến, chỉ cần đưa tiền sau lưng, đút lót làm ba cái giấy tờ giả hay là báo cáo tốt đưa nộp lên là tự nhiên qualify được ra IPO ở Thượng Hải, được ra IPO ở Thâm Quyến liền. Còn Hồng Kông không phải dễ. Lọt vô được trong cái thị trường chứng khoán Hồng Kông không phải dễ dàng. Họ có những cái guideline rất cẩn thận. Họ không thua vì cái thị trường chứng khoán Dow Jones của Hoa Kỳ cả. Rất là khó khăn. Cho nên một cái công ty nào mà lên IPO, lên sàn chứng khoán ở Hồng Kông mà ra IPO được đó, là công ty đó phải có thực lực. Phải có đầy đủ thực lực thì mới lên được. Do đó, tại sao người ta gọi đó là cái trung tâm tài chánh? Vì nó có những cái quy tắc và cái chính sách nó rõ ràng, nó minh bạch và nó bảo đảm được cái lợi cho những người đầu tư. Chính vì vậy, nó trở thành cái trung tâm tài chánh thế giới. Bây giờ, nếu như cái dự luật dẫn độ này được thông qua, thì có nghĩa là cái mức độ tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Hồng Kông không còn nữa. Nếu như chính quyền của bà Carrie Lam chịu áp lực của Bắc Kinh, và trong cái nghị viện Hồng Kông bây giờ, giống như tôi nói, họ có 70 ghế, 43 ghế là những kẻ thân Trung Quốc, là những kẻ sẵn sàng bỏ phiếu bất chấp đúng hay sai, miễn Bắc Kinh kêu bỏ phiếu là họ bỏ phiếu. Thì đương nhiên bất cứ cái luật nào cũng được thông qua hết. Và như vậy dần dần một quốc gia hai thể chế, thì nó còn có chữ hai thể chế nó biến mất đi, một quốc gia một thể chế thôi. Tức là coi như là Trung Quốc sẽ không còn gọi là 50 năm bất biến nữa. Mà chưa đầy, đó các bạn thấy chưa đầy 30 năm. Mới có 20 mấy năm thôi, 22 năm thôi. Mà Trung Quốc đã bắt đầu thao túng như vậy rồi. Bây giờ các bạn nghĩ tình trạng này tiếp tục kéo dài thêm 20 mấy năm nữa coi như biến mất luôn. Cái đất Hồng Kông coi như là trở thành một cái xó xỉnh nào đó rồi, người ta không còn quan tâm nữa. Do đó, nếu như cái dự luật này được thông qua, thì cái viễn ảnh của Hồng Kông sẽ disappear, biến mất. Chính vì vậy, người Hồng Kông là những người họ hiểu được. Họ hiểu được cái giá trị của cái chữ tự do. Họ hiểu được cái giá trị của nền dân chủ. Và họ hiểu được cái giá trị nếu bây giờ không đứng lên chống lại cái dự luật này và yêu cầu bỏ cái dự luật này, thì thêm một thế hệ nữa là coi như họ bị trói tay trói chân luôn. Họ sẽ mất hẳn luôn những cái quyền mà họ đang có bây giờ. Do đó, họ ý thức được giới trẻ Hồng Kông nhờ cái nền giáo dục tốt cho họ nhìn được nhiều góc ở trên thế giới và nhìn hiểu được cái giá trị cốt lõi của cái quyền con người. Do đó, giới trẻ Hồng Kông, các bạn thấy
mười mấy, 18 tuổi, 17 tuổi cho tới hăm mấy tuổi không à. Họ tràn xuống đường để họ biểu tình và chống lại cái dự luật này. Họ không phải là những kẻ nông nổi bị kích động, mà họ là những người ý thức được cái trách nhiệm xã hội và cái quyền lợi của mình trong bây giờ, hiện tại và trong tương lai. Cho nên họ tràn xuống đường, họ biểu tình. Nó trở thành một cái phong trào được xem là biểu tượng của cả Á Châu. Nếu mà nói tới Á Châu, các bạn thấy chưa? Nếu mà nói tới Á Châu mà cái cuộc biểu tình xuống đường mà rộng lớn, mà có một cái tầm ảnh hưởng lớn như vậy ở khu vực Á Châu, tôi nghĩ rằng các quốc gia Á Châu chưa có quốc gia nào làm được như sinh viên của Hồng Kông. Chưa có. Kể cả Thái Lan vẫn thường xuyên có những cuộc biểu tình bạo động, kể cả Philippines cũng vậy, rồi Indonesia và Nam Hàn luôn. Những quốc gia này vẫn có những cái cuộc xung đột giữa giới trẻ và những kẻ cầm quyền, vân vân. Nhưng mà để gọi là một cái biểu tượng của một cái phong trào tranh đấu mà cộng đồng quốc tế họ nhìn vào, họ nể và họ khâm phục, thì phải nói là Hồng Kông. Cái đất Hồng Kông là cái nơi mà những sinh viên này họ được đào tạo rất căn bản giá trị, căn bản và cái giá trị cốt lõi, và họ có cái nền giáo dục tốt. Do đó họ ý thức được và họ tràn xuống đường để biểu tình. Vì vậy, nếu như cái dự luật này, dẫn độ này thông qua, thì coi như cái mảnh đất Hồng Kông trong vòng 10 năm tới, 20 năm tới sẽ biến mất. Nó không còn cái giá trị gì trên cái khu vực nữa hết. Còn bây giờ Hồng Kông vẫn được xem là một, các bạn đọc bất cứ báo chí nào nó cũng dùng cái chữ là Global Financial Hub hay là World Financial Hub, tức là trung tâm tài chính của thế giới. Nhưng khi cái dự luật dẫn độ này thông qua và tiếp nối những cái dự luật khác nữa, thì chắc chắn nó sẽ biến mất. Trung Quốc thao túng hết. Và cuối cùng kết quả, Hồng Kông chỉ còn là một hoài niệm. Một hoài niệm của người ta nhớ với một mảnh đất Á Châu dưới sự quản trị của người Anh, trở thành một cái vùng đất mà phát triển tốt đẹp. Nó biến mất ngay. Đó là cái điều đáng tiếc. Nếu như dự luật kỳ này được thông qua và tiếp nối cái luật dẫn độ này, sẽ còn nhiều cái luật khác tạo cái lợi cho Bắc Kinh. Và đó là câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lát nữa, 6:30 Phong sẽ trở lại với tất cả mọi người trong cái chương trình tin cập nhật buổi tối. Và lúc đó các bạn có thể bàn thêm cái đề tài này, hoặc là các bạn có thể thảo luận trong cái tin vào buổi tối của Phong. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chúng ta sẽ gặp lại lúc 6:30 giờ California. Bye bye.